Đâu? Lại da nhiều. Thích mấy cái đơn giản như vậy, cái phòng từ. À. Khách thôi. À, thấy đơn giản ha. Anh cũng thấy đơn giản. Dạ, em thích đó đó, nhưng mà em không thích. Đơn giản thì đúng rồi. Cái 400 mấy triệu. Vậy hả? 400 mấy triệu luôn hả? Nửa căn nhà nhỏ nhỏ ở ngoài Dùng Giang rồi đó. Ừ, nửa căn nhà đó. Có số không đâu? Có cái giá đâu rồi. Em xin chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc. Sài Gòn hôm nay ngày 9 tháng 3 năm 2021 và chúng ta đang có mặt ở đây là con đường Nguyễn Huệ, một đại lộ rất là đẹp vào buổi tối. Bạn chị thấy xe cộ rất là đông. Hôm nay là giữa tuần nên là xe được phép chạy thẳng hướng này là đi ra bến Bạch Đằng. Tối hôm nay thì em dẫn đồng đi tái khám rồi sẵn tiện nị ra đây để hả? Đâu xe mang đi đâu 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 à vậy hả? Sẵn tiện nị ra đây để ghé Starbucks mua cái bình giữ nhiệt gì đó. Mà cái sự kiện kỷ niệm 50 năm. 50 năm thôi, không biết là cứ 50 năm là có một lần hay là sao thì em không biết. Nó kỷ niệm 50 năm thành lập Starbucks thì có một cái sản phẩm kỷ niệm gì đó, này là cái bình giữ nhiệt gì đó. Nên ra sẵn đây rồi dẫn anh chị và các bạn chúng ta đi đi dạo một vòng ở Sài Gòn luôn ha. Sài Gòn tối nay cũng rất là mát. Mà ngược lại ban ngày rất là nóng, nhiệt độ lên tới 35, 37, có khi 38 độ C luôn. Mấy người ở làm việc ở ngoài đường là mệt mỏi luôn á, nóng chịu không nổi. Tối mát cũng đỡ, chứ thôi là những ai mà không có máy lạnh là rất là khó ngủ. Đồng hết bệnh chưa đồng? Ông bà cô chú hỏi đồng hết bệnh chưa? Hả? Dạ rồi. À, bị dưỡng mũi rồi à. Thời tiết thay đổi thì con nít cũng dễ bệnh, người lớn tuổi cũng rất là dễ bệnh. Rất là quải. Không biết ở khu vực anh chị và các bạn đang sinh sống thì cái hệ thống Starbucks nó có cái chương trình bán cái bình quà lưu niệm này hay không ha? Ở đây thì người ta mua mà không còn luôn á, mà không biết sản phẩm đó làm sao. Chúng em cũng không có quan tâm gì tới mấy cái này nữa, cũng không có rõ. Hôm nay mình đi theo để thám thính tình hình thôi. Ở đây có chị bán bánh tráng. Coi như cái đó anh tặng em quà 8 tháng 3 đi. Hả? Coi như em mua cái đó anh tặng em quà 8 tháng 3 đi. Hôm bữa bó bông rồi mà. Ông anh tặng à. Hả? Yeah. À, vậy. Đồng đâu rồi? Đâu hỏi ông bà cô chú khỏe không? Bà chú khỏe không? Ông bà cô chú ăn. Ông bà cô chú ăn tối chưa? Xe gì mà khoe hoài. Xe này từ hồi nhỏ tới bây giờ 3-4 năm. Từ hồi đồng thích chơi xe tới bây giờ. Rồi. Nói chung mấy ngày nay thì trời nóng quá nè, ra với lại công ty cũng nhiều việc nên cũng ít đi ra ngoài buổi ban ngày để quay vài clip với anh chị. Thì mình đi xem hình ảnh Sài Gòn buổi tối
Sài Gòn về đêm ở ở trên đường Nguyễn Huệ này có rất là nhiều nhà hàng cũng như các hàng ăn vặt cũng như những cái hẻm để người ta kinh doanh buôn bán hoặc là làm cái bãi giữ xe cho những ai đi đi dạo ở khu vực này. Nói chung ở đây tất đất là tất vàng, kinh doanh mọi mọi khoảng trống. Rồi, nhà hàng áo dài. Ở đây về đêm thì người ta đi ra đây để hóng mát cũng rất là nhiều. Ồ, quán cà phê ở đây đông ghê chứ. Ta bắt này có không? Hả? Hết à? Hay ha, chuyên nghiệp đó, chuyên nghiệp đó. À, bây giờ chỉ còn một cái Starbucks ở Red nữa thôi. À, ở đây thấy có cái bé này cũng thấy thôi ủng hộ bé cái gì đó. Ở đây bán bánh bánh tráng nướng nè. Trà xanh, trà đào. Hôm nay phố đi bộ đông ghê không? Hôm nay đông quá ta. Nóng quá, người ta ở đây không mát. Nếu mà anh chị đó là nhà hàng Palace Sài Gòn. Tòa nhà cao cao vàng vàng đó ha. À, ngay đây ngày xưa là có cái đồng hồ bốn mặt nè. Nhưng mà bây giờ không có còn nữa. Con đường Nguyễn Huệ ngày nay với tòa nhà có tòa nhà này có cái thiết kế rất là nhiều cái thương hiệu, rất nhiều thương hiệu cà phê nhà hàng. Hồi xưa con đường Nguyễn Huệ có hai hàng cây hai bên, hai hàng cao ở giữa thì cho xe hơi, còn hai bên thì cho xe máy hay lại người đi bộ. Nhưng mà bây giờ thì thay đổi hết rồi. Nói chung quê hương thay đổi từng ngày, phát triển từng ngày. Ở đây là con đường Tôn Thất Hiệp, đi ra Nguyễn Huệ, ủa đi ra Lê Lợi, Bát Tơ. Hả? À,
Đồng nói gì? Hôm nay mua tô đông dữ. Đông mua tô quá hả? Ủa, Red ở mặt nào ta? Ở mặt Lê Hánh Tôn không hả? Ngay góc. Ờ, đây bán kem. Đông à. Trời nóng ăn kem cho nó mát. Ba ăn kem cho mát chứ thằng này ăn kem không như thế nào luôn đó. À, còn đồng ăn kem cho nó diêm hồng. À, đây cũng có cái bãi gửi xe nè. À, bãi gửi xe khách sạn Kim Đô. Phòng 129A Nguyễn Huệ. Ờ, AV là con đường á. Đại lộ. Đâu chữ không? Đại lộ Nguyễn Huệ, AV. Ủa, đây là đại lộ Nguyễn Huệ. Đó, mình đi nước ngoài cũng mình cũng thấy. Ủa, thì có đồ ăn không ta? Đâu. Ở nhà hàng này có đồ ăn không à? À, đây là khách sạn Sài Gòn Center. Tên quên tên khách sạn này rồi. À, Royal khách sạn Hoàng Gia. Royal khách sạn 4 sao. À, do là thời kỳ dịch bệnh thành ra cũng không có khách. À, mình đang đi ở phía trước ngày xưa là thương xá tắc mà. À, nhưng mà ngày nay thì đang xây dựng, chuẩn bị có một cái building mới nữa mọc lên. À, đây có rất nhiều bạn trẻ buổi tối hay ngồi ở dọc con đường Nguyễn Huệ này. À, tại vì gọi là mát. Ủa sao thế này nó thui rồi? Thư đèn hả? Xe nha. À, trước mặt anh chị đó là rạp Eden ngày xưa và ngày nay là trung tâm thương mại Vincom. À, và bên cánh trái đó là khách sạn Red. Ở trên sân thượng có quán cà phê. Bệnh mấy bữa ốm nhôm nhách hay không? À, giống như cái bong bóng mà nó bơm cả năm xịn nửa tiếng. À, xe đó là xe gì? Sao không biết? À, xe đó người ta gỡ cái logo ra rồi. Hả? À. Ờ, à, đường nhỏ xíu à. À, mình đang đi ở dưới lòng đường trước cửa khách sạn Red. Channel chứ Channel gì? Channel đọc tiếng lóng. Có gì vậy đó.
gấu. Con gấu hả? Đẹp quá ha. Trông mày đẹp ha. Cái gì? Đâu. Lại da nhiều. Thích mấy cái đơn giản như vậy ạ. Cái phụ từ. À. Khát thơ. À, thấy đơn giản ha. Anh cũng thấy đơn giản. Dạ, em thích nó đó nhưng mà không đơn giản thì đúng rồi. Cái 400 mấy triệu. Vậy hả? 400 mấy triệu luôn hả? Nửa căn nhà nhỏ nhỏ ở ngoài Dùng Giang rồi đó. Nửa căn nhà đó. Có số không đâu? Có cái giá đâu rồi. Cái lắc như lắc này nè. Hai trăm để 9.500.000 đồng cái lắc đó. Lắc này thì chỉ đơn giản đó hả? Đó cái lắc đó. 209 triệu. Như nha. À. 209 triệu. Đúng rồi, 209 quá trời số không luôn, nhìn thấy rối luôn. Cái đồng hồ này là tới 400 mấy triệu. Gì kìa. Còn mấy cái trong kia 1 tỷ, 1 tỷ mấy trong kia kìa. Rồi. Ủa. Thấy năm tháng lương của mình luôn. Anh Vinasun này anh rành ấn luôn, chắc ngày nào cũng vô coi hay sao. Ngày nào vô nghía nó không biết nào lấy được nó đi. Nhìn hoài là sẽ được. Đó đi chào khách không lo chào đi, chào giá. Ngang qua xe quá trời. Anh vui tính quá. À, bên trong khách sạn ha. Anh rết nè. Ủa sao tiền đi để cái bảng đỏ đỏ này làm sao vậy ta? Làm sao? Rét nhà nước mà. Dạ, yeah, rét nhà nước à. Nước đó thì là của nhà nào thì không biết nữa. Trước xưa, ngày xưa đây là cái rạp rét. Anh Vinasun không lo chào khách điều hành xe mà đi chào giá những cái sản phẩm Cartier. Sao vậy hả? Chào hàng ớt đó. Và thứ mà anh chị đó là tòa đủ chánh, ủy ban nhân dân thành phố ngày nay giao lộ Nguyễn Huệ với lại Lê Thánh Tôn. Ồ. Xe hiệu gì vậy Đồng? Xe nó hiệu gì hả? Xe này là hiệu bột tre. À, bột tre hả? À. Xe này được có 2 người à. À, xe kêu lớn dữ. Ai muốn đi qua xe này có chỗ. Nói xe này được có 2 người nó hỏi còn con sao. À đúng rồi, vậy là mua đâu được. Ba định mua nhưng mà có 2 chỗ à. Đồng đâu có ngồi được. À. Không biết. Nhiều à, chiếc xe màu xanh lá nè. Xe đó chạy nhanh không? Không. Sao không nhanh? Đầu đó. À, và chúng ta tới cà phê Starbucks ở giao lộ Master với lại Lê Thánh Tôn. Ở khu vực gần nhà của chú Phúc nè. À, đi lên tí là tới chợ Sài Gòn, thẳng theo đường Lê Thánh Tôn mà. À, bây giờ chúng ta đi vô đây xem coi có cái bình gì của nị ở tiệm hay không nha. À, bên trong quán cà phê. Đâu cái bình nào đâu? Không có đây hết rồi. Cái bình này thì chỗ nào cũng còn ở bình kia hết. Bình kia đẹp lắm.
Mở hình mở ra sao hình biết cái mẫu đó? Hả? Mẫu đó là gọi là gì? Mình chọn thôi. Cũng là mình giữ nhiệt ha. Cũng là mình giữ nhiệt. Gọi này. Cái này cũng là bình giữ nhiệt nhưng mà không có đẹp bằng bình kia. Này bao nhiêu đô? 250. 550. Bình kia cũng vậy luôn hả? Cái ly này cũng kỷ niệm 50 năm luôn. Năm 1971. Cái này với cái này là đi chung một bộ nè. Cái lỗ không phải là cái ủa? Này cũng 50 năm này cũng 50. Ủa thương hiệu ta mất mới có 50 năm thôi hả? Cái đó thì cũng nè, năm 1971 mà. Ờ không có rồi đồng ơi. Không có. Hết rồi. Điểm thứ tư rồi đó. À này cũng chịu khó tìm dữ ha. 50 năm mới có một cửa. À, bây giờ trễ rồi. À, người ta để không được ngồi á. Ồ. Trong đây rộng quá ha. Gì? Uống à? Mấy giờ rồi? Coi coi mấy giờ. Về ngủ sớm đi học chứ. 8:40 rồi. Về ngủ sớm đi học đi. Mai mốt đi đi ha. Bữa nào qua đây ngồi. Rồi thôi, một số hình ảnh ở dạo quanh Sài Gòn rồi đi vô Tam Bắc gửi anh chị và bạn vài hình ảnh ở đây để mình thấy Sài Gòn về đêm như thế nào ha. Ở đây một combo ăn sáng ly cà phê sữa với ổ bánh mì thì chỉ có giá 95.000 thôi. Nhà thấy cũng rất hấp dẫn. Ly caramel macchiato. Nó giống như là cà phê sữa đá vậy đó. Đặc xỉu vậy đó. Bye bye, bye bye ngoài cô chú Đồng ơi. Bye bye ngoài cô chú Đồng ơi. Hôm nay không mua được cái bình buồn. Này có buồn không? Chắc hết rồi. Bình cứ 50 năm á thì mấy bình kia còn nhiều. Cái bình kia còn cái bình mà đẹp đẹp. Ủa vậy ta bắt có mới có 50 năm à? Thương hiệu mới có 50 năm thôi à? 50 năm cũng là gì rồi mới có 50 năm. Ghê thiệt, thương hiệu 50 năm. Rồi giờ mình đi về thôi. Rồi tạm biệt anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại trong video clip tiếp theo ở Sài Gòn nha. Một lần nữa chúc anh chị và các bạn có một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc.